Những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng mất nhiều thời gian, công sức. Và cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hàng năm như vậy là cũng có phải có từ 5-10%. Có số hộ là không có đi bán được. Cùng phóng viên VTV9 đến với thủ phủ hoa cúc Đinh Giang, tỉnh Khánh Hòa để tìm hiểu xem những nông dân trồng hoa đã làm như thế nào để có được những chậu hoa đẹp ngày Tết.